vậy là trọng tài Hoàng Hà đã nổi còi cho trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội khách Bình Định trong trang phục màu trắng là đội giao bóng trước ở bên phía tay trái màn ảnh quý vị và các bạn. Ngay những phút đầu tiên thì Bình Định đã có một tình huống đá phạt trực tiếp. Rồi thì trung vệ Wesley Rodrigo đã phạm lỗi với một cầu thủ của Bình Định. Rất giống với trận đấu gặp NLD Đà Nẵng thì đây là một cách tiếp cận trận đấu quen thuộc của các cầu thủ top Valen Bình Định. Họ ngay lập tức tràn sang phần sân của đối phương. Chân bóng vẫn là cái tên quen thuộc, đó là Trần Tiến Anh, cầu thủ chơi cực kỳ tiến bộ trong thời gian gần đây. Trận đấu trước gặp cao thủ NLD Đà Nẵng là một trận đấu mà hàng tiền vệ của top Valen Bình Định đã chơi cực hay. Dứt điểm không được, tình huống dứt điểm của Tiến Anh, bóng đi quá nhẹ. Trong những thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ chủ nhà Nam Định ra quân với đội hình như sau: thành số 56 là Đinh Xuân Việt, số 5 Lâm Anh Quang bằng băng đội trưởng, 8 Nguyễn Đình Sơn, số 9 Hoàng Xuân Tân, số 1 Rodrigo Da Silva, Đinh Văn Trường, số 23 là Phan Văn Hiếu, số 29 Nguyễn Đình Mạnh, số 44 Wesley Rodriguez, số 73 Usakonan và số 77 là Mai Xuân Quyết. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định đó là ông Nguyễn Văn Sĩ. Trong khi đó thì câu lạc bộ Top Valen Bình Định trong trang phục màu trắng ra quân với đội hình như sau: thủ thành số 23 Vũ Tiên Quang, số 3 Dương Thanh Hào, số 5 Vũ Hữu Quý, số 9 Rimario, số 10 Hendrio, số 11 Lê Tiến Anh, số 12 Trần Văn Trung, số 15 Nguyễn Xuân Kiên, số 29 Phạm Văn Nam, số 40 An Bục Kiêu mang băng đội trưởng và số 91 là Lê Thanh Bình. Huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Top Valen Bình Định đó là Nguyễn Đức Thắng. Trong ngày hôm nay thì Top Valen Bình Định đã có một sự thay đổi người tương đối bất đắc dĩ khi cầu thủ chơi rất hay trong trận đấu, đó là Hồng Phải Hồ Tấn Tài đã phải nhận đủ 3 thẻ vàng, anh sẽ phải nghỉ ở vòng đấu này. Người đang chơi thay vị trí của Hồ Tấn Tài đó là hậu vệ Văn Nam. Trận đấu trước thì Văn Nam đã chơi ở vị trí hậu vệ trái, nhưng với sự thiếu vắng bất đắc dĩ của Hồ Tấn Tài thì ngày hôm nay anh đang chơi ở bên phía bên phải. Rimario, tốc độ của Rimario nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ta có thể thấy tốc độ của Rimario là tốt đến như thế nào. Vừa rồi là một tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành của Nam Định. Lâm Anh Quang đã không thể theo kịp Rimario trong tình huống vừa rồi. Xuân Việt cũng đã có một tình huống ra vào tương đối hợp lý. Sau 4 trận đấu đầu tiên không xuất hiện trong khung gỗ của Nam Định thì ngày hôm nay lão tướng Đinh Xuân Việt đã quay trở lại. Mai Xuân Quyết, ngày hôm nay là một ngày trở về sân thiên trường thú vị của Hữu Quý. Hữu Quý là một cầu thủ có công rất lớn đưa Bình Định thăng hạng V-League mùa giải 2019. Ngày đó thì Hữu Quý còn mang băng đội trưởng của Nam Định. Sau khi Nam Định lên hạng thì anh đã chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Andrio và can thiệp của Wesley. Trận đấu trước là một trận đấu mà Rimario đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước khung thành của SHB Đà Nẵng. Một trận đấu tương đối vô duyên của Trần Xuân Jamaica. Đến thời điểm này thì sau 4 vòng đấu, Rimario cũng đã có một bàn thắng cho Top Valen Bình Định. Đó là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu đầu tiên. Andrio, Tiến Anh, vẫn là Andrio. Bàn xử lý không tốt, vừa rồi là của
trái Nguyễn Xuân Kiên. Xuân Kiên là một bản hợp đồng đến từ câu lạc bộ Viettel. Cầu thủ này cũng vừa vô địch giải U21 cùng với U21 Viettel dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bảo Khanh. Cái tên đến với Bình Định từ Viettel gồm có Đàm Tiến Dũng, Trần Văn Trung, Nguyễn Xuân Kiên và Trần Hoàng Sơn. Trong ngày hôm nay thì Nguyễn Xuân Kiên và Trần Văn Trung là hai cái tên có mặt trong đội chính thức của Top Elite Bình Định. Trận đấu trước thì Văn Trung cũng là một cái tên rất nổi bật nơi hàng tiền vệ của đội bóng đất võ. Cánh trái đang là Mai Xuân Quyết. Lỗi của Phạm Văn Nam đối với Mai Xuân Quyết. Chắc chắn Mai Xuân Quyết vẫn là một những niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Cùng trận đấu mà chúng ta đang theo dõi cũng đang diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và đội khách Sông Lam Nghệ An được diễn ra trên sân Hoa Xuân. Đó là trận đấu sớm nhất của vòng đấu này. Hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Người mở tỷ số cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng là Raven Sơn và Phan Văn Đức. Côn An không được, phải có phạt góc cho Nam Định. Phan Văn Đức vừa có một siêu phẩm để gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 35. Một tình huống vuốt bóng có thể nói là rất đẹp của số 20 bên phía Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng đầu tiên của Phan Đức mùa giải năm nay. Đánh đầu nguy hiểm. Vinh Hiếu. Cái chạm đầu của Rodrigo. Phản công rất nhanh cho các cầu thủ Bình Định. Văn Trung không được. Có lẽ trước đó thì Văn Trung cần phải truyền vào khoảng trống cho Rimario sớm hơn. Tốc độ của Rimario là rất tốt. Văn Trung chậm một nhịp và Rimario đã ở trong tư thế tiền vị. Trong trận đấu với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku thì sau khi được thay vào chân sân thì Xuân Kiên cũng đã có một trận đấu tương đối hay. Văn Trung tạt bóng, bóng không đến được vị trí của Rimario. Vẫn là Rimario. Xuân Kiên tạt bóng rất hay. Rimario không được. Tiến Anh. Bóng vẫn trong chân của các cầu thủ Bình Định. Hai cầu thủ của Bình Định đang bị đau, đó là Rimario và Văn Nam. Rimario đang tỏ ra rất đau. Gần đây nhất mà Nam Định và Bình Định gặp nhau đó là trận đấu trong khuôn khổ của mùa giải hạng nhất năm 2011. Trận đấu mà Nam Định đã giành chiến thắng 1-0 trên sân Thiên Trường. Nhưng có lẽ bây giờ thì mọi thứ đã rất khác đối với Top Elite Bình Định và cả Nam Định. Chúng ta đã biết thì Nam Định đang gặp rất nhiều khó khăn. Thực sự là ở những giải đấu gần đây thì Nam Định gặp khó khăn rất nhiều mỗi lần thi đấu trên sân khách. Họ dựa rất nhiều vào sân Thiên Trường.
Nói chính xác hơn thì kể từ khi lên hạng vào năm 2019 và tính đến trận gặp Thanh Hóa ở vòng 3 năm 2021 thì Nam Định đã có 24 trận đấu trên sân khách. Họ chỉ có 6 trận hòa và thua tới 18 trận. Ghi được 16 bàn và để thua tới 54 bàn. Thật sự đó là những con số có thể nói là làm giật mình rất nhiều người. Trong số 24 trận đấu mà Nam Định thi đấu trên sân khách thì họ chỉ có được 6 điểm. Thật sự là một số điểm rất thấp. Quá khi nói đến lúc này Nam Định vẫn còn trụ lại được ở V-League thì có lẽ Sơn Thiên Trường góp công tới 99% những điểm số mà Nam Định có được. Cố Nan, Lý Sơn rất hay, tạt bóng tầm thấp, Mai Xuân Quyết nguy hiểm. Và dàn xếp tấn công có thể nói là chất lượng đến từ câu lạc bộ Nam Định. Phản công cho Bình Định, Rimario. Rõ ràng tốc độ không phải là điểm mạnh của Hendrio. Trước đó là một tình huống mà Mai Xuân Quyết đã có một pha dứt điểm hết sức nguy hiểm về phía khung thành của câu lạc bộ Topland Bình Định. Rất may là bóng đã đi trúng một hậu vệ của đội bóng áo trắng. Hết sức sôi nổi, tốc độ trận đấu được cả hai đội đẩy lên khá cao. Rõ ràng cả huấn luyện viên Đức Thắng và huấn luyện viên Văn Sĩ đều không muốn trận đấu diễn ra với một kết quả hòa. Là đội khách nhưng Bình Định cũng đang chơi có thể nói là hết sức tự tin trên sân Thiên Trường. Xem lại cơ hội của Mai Xuân Quyết. Dương Thanh Hào đã có một tình huống chọn vị trí chính xác, rất nguy hiểm. Phút thứ 14 của trận đấu và chúng ta có thể thấy những tình huống triển khai tấn công có thể nói là rất thoáng đãng của cả hai đội. Đây sẽ hứa hẹn là một trận đấu có nhiều bàn thắng, một trận đấu diễn ra tương đối mở với một tốc độ nhanh. Rodrigo, với việc thi đấu sân khách không thực sự ấn tượng thì Nam Định chắc chắn sẽ phải dựa rất nhiều vào sân Thiên Trường. Lỗi của Rodrigo. Sân Thiên Trường là một điểm tựa quá lớn ở đội bóng Thành Nam. Khán giả Nam Định luôn luôn là những khán giả có thể nói là tuyệt vời. Họ luôn luôn ủng hộ đội bóng của mình trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Ngay cả khi Nam Định đang gặp rất nhiều khó khăn thì sân Thiên Trường luôn vẫn là một những sân vận động có số lượng khán giả đông nhất. Và thường thường khi được thi đấu trên sân Thiên Trường thì các cầu thủ Nam Định cũng không thường để cho khán giả phải buồn. Mai Xuân Quyết, pha lật bóng không tốt bằng chân trái của Văn Trường và xử lý an toàn của Lâm Anh Quang. Rõ ràng là đối đầu với Rimario thì những tình huống xử lý an toàn là đặt trên hết. Rimario là cầu thủ có thể nói là có tốc độ cũng như sức mạnh cực tốt, đặc biệt là trong khả năng tranh chấp tay đôi. Đình Sơn,
Conan. Đấu gần đây thì có vẻ như Conan đã hòa nhập tốt hơn với lối chơi của câu lạc bộ Nam Định. Ở trong trận đấu trước gặp các cầu thủ Viettel thì Conan đã có một trận đấu có thể nói là rất hay. Một bàn thắng được ghi vào lưới của đương kim vô địch và một lối chơi có thể nói là rất xông xáo của Osu Conan đã khiến cho hàng thủ của Viettel có một ngày làm việc cực kỳ vất vả. Xuân Kiên. Để nói thời kỳ hoàng kim của cả Nam Định và Top Elite Bình Định là đều rơi vào khoảng đầu những năm 2000. Những năm 2003 cho đến năm 2006 hoặc 2007. Năm 2007 thì Nam Định và Top Elite Bình Định cũng đã gặp nhau trong trận chung kết cúp quốc gia được diễn ra trên sân Động Ninh Bình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về câu lạc bộ Nam Định. Năm đó thì Nam Định cũng đã giành chức vô địch của cúp quốc gia. Vào năm 2003 thì Nam Định đã xếp thứ 3 ở V-League. Và năm 2004 thì thậm chí đội bóng này còn lên ngôi vị Á quân. Một những năm tháng có thể nói là rất đẹp của bóng đá Nam Định. Xuân Tân. Cầu thủ Bình Định đang chơi pressing tốt bên phần sân của Nam Định. Tiến Anh. Chuyền trực diện của Tuyến Anh hướng đến Rimario. Rodrigo. Vẫn là chiến thuật quen thuộc của Nam Định. Bóng hướng đến cái đầu của Rodrigo. Và Rodrigo sẽ tìm cách hướng trái bóng đến vị trí của Osu Conan. Anh. Rất hay. Hendrio. Vẻ như trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho các cầu thủ Bình Định được hưởng một tình huống đá phạt. Ông cho rằng trước đó thì Xuân Tân đã phạm lỗi với Hendrio. Không phải như vậy, chỉ là một tình huống ném biên cho Bình Định thôi. Mà các cầu thủ khách Top Elite Bình Định đang chơi ép sân so với đội chủ nhà. Khả năng cầm bóng của Bình Định đang là tốt hơn so với các cầu thủ Nam Định. Không có lỗi của Wesley. Và xử lý khá tự tin của Văn Trường. Đó là một tình huống đá bóng không tốt của hậu vệ trái này. Thank you.
Trung. Pha xử lý không tốt của anh Quang trước đó. Trước đó là một pha xử lý không thực sự an toàn của đội trưởng Lâm Anh Quang. Văn Trung vừa rồi đã tạo được một cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Nam Định. Chân phải không phải là chân thuận của Văn Trung. Trước đó anh đã có một tình huống ngoặt bóng rất khéo. Bên cánh trái của Bình Định trong trận đấu này là hai cầu thủ còn khá trẻ đến từ Viettel, Xuân Kiên và Văn Trung. Tình huống chơi bóng khá tự tin của Tiến Anh. Xuân Quyết. Hôm nay thì Mai Xuân Quyết cũng đã có một bàn thắng cho Nam Định ở mùa giải năm nay. Bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng thi đấu thứ hai. An toàn của Vũ Tuyên Quang rất hay. Đó thì tình huống tạt bóng của Đình Mạnh là không tốt. Vẫn là cầu thủ Nam Định. Sút xa. Sút xa cũng là một những thứ vũ khí có thể nói là rất lợi hại của các tiền vệ nhỏ con của Nam Định. Những cầu thủ có những tình huống sút xa rất tốt. Thiên trường cũng không ít lần các khán giả được xem những siêu phẩm, những tình huống sút xa đến từ những cái tên như là Mạnh Hùng. Đoàn Thanh Trường cũng là một những cầu thủ có khả năng sút xa rất tốt. Qua là những phút mà đội khách Bình Định có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn so với đội chủ nhà. Và chờ bóng không cho ai cả của số 9 Hoàng Xuân Tân. Ngày hôm nay thiếu vắng đi sự xuất hiện cửa hậu vệ phải Hồ Tấn Tài là một trong những sự thiếu vắng đáng tiếc nhất bên phía đội khách Topelem Bình Định. Tầm ảnh hưởng của Hồ Tuấn Tài lên đội bóng đất võ là rất lớn. Khả năng phòng ngự của Hồ Tuấn Tài là rất hay, nhưng khả năng tấn công của anh mới là điều thực sự đáng nói. 4 vòng đấu thì Hồ Tuấn Tài đã có cho mình 2 bàn thắng. Đáng tiếc 4 vòng đấu thì anh cũng đã phải nhận tới 3 thẻ vàng. Và vòng thi đấu thứ 5 thì Hồ Tuấn Tài đã bị kỷ luật và anh không được thi đấu. Phản công cho các cầu thủ Bình Định rất thoáng. Hendrio không được. Đúng vừa rồi thì Hendrio đã không quan sát. Conan. Đó là một tình huống chuyển bóng tương đối vô duyên của Osu Conan. Cái đầu của Rodrigo. Ta
xác định vừa rồi là lỗi của Văn Hiếu. Bình Định cũng đã có một số tình huống phản công có thể nói là rất thoáng, nhưng Hentrio đã không lựa chọn được những đường truyền tốt cuối cùng. Văn Hiếu phản công cho các cầu thủ Nam Định. Có kịp không? Trái đang là Conan. Treo bóng cho Rodrigo. Rất đáng tiếc là cầu thủ bên phía cánh phải Nguyễn Đình Sơn đã không theo kịp đường bóng vừa rồi. Tình huống phán đoán điểm rơi không tốt của đội trưởng An Mông Kiêu bên phía Bình Định. Mẹ trong tiếng vừa rồi thì Đình Sơn cần phải chơi tập trung hơn nữa. Tiên trong trận đấu này thì Đinh Văn Trường có những tình huống phá bóng lên không tốt như vừa rồi. Một số Conan. Văn Hiếu đang chơi khá tốt khu vực giữa sân của đội chủ nhà Nam Định. Nhớ hàng tiền vệ của đội khách Top Elite Bình Định cũng là một những hàng tiền vệ có thể nói là rất mạnh. Từ đầu trận đấu thì sự xuất hiện của Vũ Hữu Quý là không nhiều bên phía các cầu thủ Top Elite Bình Định. Rõ ràng là ngày trở về và thi đấu trên sân Thiên Trường không phải là một cảm giác dễ chịu của Vũ Hữu Quý, một người cựu đội trưởng của câu lạc bộ Nam Định. Trong trận đấu gặp các cầu thủ SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước thì Vũ Hữu Quý đã có một trận đấu có thể nói là cực hay ở một vị trí mà anh không thực sự quen thuộc, một vị trí tiền vệ đánh chặn trong sơ đồ 4-1-4-1 của huấn luyện viên Đức Thắng. Và kể cả khi huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã thay Phạm Văn Nam ra sân thì Vũ Hữu Quý cũng đã hoàn thành tốt vị trí hậu vệ cánh trái của mình trong trận đấu gặp các cầu thủ Đà Nẵng. Hữu Quý là một cầu thủ có thể nói là khá đa năng. Với sự thành công trong trận đấu trước gặp Đà Nẵng thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng trong trận đấu này chỉ có hai sự thay đổi. Một đến từ vị trí thủ môn và một đến từ sự thay đổi có thể nói là bất đắc dĩ vì thẻ phạt của hậu vệ phải Hồ Tấn Tài. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng là một trong những huấn luyện viên có thể nói là rất giỏi trong việc phát hiện ra những vị trí mới cho các cầu thủ của mình. Như vậy là sẽ có thẻ. Thẻ vàng đầu tiên thuộc về Nguyễn Đình Mạnh bên phía đội chủ nhà Nam Định. Thẻ vàng vừa rồi có lẽ là xứng đáng với một tình huống kê chân rất nguy hiểm.
Như vậy là tại sân Hòa Xuân thì bất ngờ đã diễn ra khi Phan Văn Đức đã có bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này để nâng tỷ số lên 2-1 cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Có vẻ như sau quãng nghỉ về dịch Covid-19 thì SHB Đà Nẵng đang đánh mất đi nhịp thi đấu của mình. Ở trận đấu trước thì họ thua trên sân của Bình Định. Nhưng ở vòng đấu này thì Đà Nẵng đang được chơi trên sân nhà Hòa Xuân, nơi mà họ đã chơi rất hay kể từ đầu mùa giải, nhưng họ đang bị Sông Lam Nghệ An dẫn trước với tỷ số là 2-1. Phan Văn Đức đã tỏa sáng. Mai Xuân Quyết rất hay, Thanh Trương vẫn còn, vẫn là Mai Xuân Quyết. Không được. Bóng quá mạnh vừa rồi là của Đình Sơn. Trước đó là một loạt những pha xử lý bên phía cánh trái của Đinh Văn Trường. Đang diễn ra hết sức hấp dẫn và sôi nổi. Ngay những phút đầu tiên thì Đà Nẵng đã vượt lên dẫn trước do công của Rafael Sơn. Thì ngay sau đó thì họ đã để cho Phan Văn Đức gỡ hòa một đều trong hiệp thi đấu thứ hai này. Một lần nữa Phan Văn Đức lại đưa Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Thì trên sân Thiên Trường có khoảng 12 cho đến 14 nghìn khán giả đến để cổ vũ cho đội chủ nhà Nam Định. Rõ ràng đó là một trong những số lượng khán giả đáng mơ ước. Rimario, Thanh Bình phải tranh chấp tương đối tốt của Lê Thanh Bình. Trio phạt góc cho các cầu thủ Top Elite Bình Định. Ở vòng đấu trước khi thi đấu trên sân vận động Quy Nhơn thì số lượng khán giả của Bình Định cũng là rất lớn, có khoảng 12.000 khán giả đã đến sân cổ vũ cho đội nhà. Sau quá nhiều năm họ đã không được chứng kiến Bình Định chơi ở sân chơi cao nhất của giải bóng đá quốc nội. Đá phạt góc không tốt của Andrio, nhưng Bình Định tiếp tục sẽ được hưởng phạt góc. Andrio cũng đã có một bàn thắng ở mùa giải năm nay, đó là trận đấu gặp các cầu thủ Hoa Anh Gia Lai. Bàn thắng rút ngắn tỷ số chúng còn 1-2 cho Bình Định trong một hiệp thi đấu thứ hai rất hay của đội bóng này. Xuân Kiên, lỗi của An Bung Kion. Trọng tài đã chính xác, An Bung Kion đã có tình huống kéo người với trung vệ Wesley của Nam Định.
muộn nhất được diễn ra trong ngày hôm nay đó là cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đương kim Á quân Hà Nội. Trận đấu sẽ được chúng tôi trực tiếp vào lúc 19:15 trên kênh bóng đá TV. Bóng là Đình Sơn. Quả tạt tốt hơn. Vừa rồi là một tình huống đánh đầu tương đối tốt của Sokonan. Sokonan đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những trận đấu đầu tiên mà anh góp mặt trong màu áo của Nam Định. Dứt điểm trúng đích của cả hai đội là không nhiều. Vậy là đội được thưởng phạt là Nam Định chứ không phải là các cầu thủ Bình Định. Mười trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Người đang bị đau đó là Đinh Văn Trường. Mẽ của các cầu thủ Nam Định. Cầu thủ đang bị đau có lẽ là Văn Hiếu. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha làm chậm. Cái tay của Rimario đã có tác động vào mặt của Văn Hiếu. Nhưng trước đó thì đúng là một lỗi kéo người của tiền vệ bên phía Nam Định. Sẽ cần phải có những lời nhắc nhở của trọng tài của Hoàng Ngọc Hà cho Rimario. Vừa rồi rõ ràng là một cái tay thừa của Rimario về phía mặt của Văn Hiếu. Trước bóng đó là Hendrio. Rất khó với những tình huống đá phạt như vừa rồi. Thi đấu ổn
của Vũ Tiên Quang khi anh được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng xem bắt chính trong khung gỗ. Thủ thành cao tới 1m85, trưởng thành từ lò tạo trẻ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thì vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cả. Cơ hội dứt điểm rồi, là một cơ hội nguy hiểm dành cho các cầu thủ Nam Định. Bóng bật ra có thể nói rất vừa tầm với tầm chân của Hoàng Xuân Tân. Văn Trung, cuộc thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Và xử lý rất hay của An Bung Kyon. Andrio và can thiệp tốt của Wesley. Có 1 phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Conan Andrio rất thoáng, cánh trái đang là Rimario. Đây có lẽ là tình huống bóng cuối cùng trong hiệp thi đấu này. Không được, thoáng chần chừ của Văn Trung đã khiến cho cơ hội qua đi. Văn Trung cần phải quyết đoán hơn. Cả hai đội vẫn đang có một thế trận có thể nói tương đối vững chắc. Rõ ràng đây là một trận đấu mà cả hai đội viên không muốn một kết quả hòa diễn ra. Các trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có mặt trên khán đài của sân Thiên Trường để theo dõi trận đấu này. Như vậy là thi đấu đầu tiên của trận đấu này cũng đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Trận đấu trong khuôn khổ của vòng thi đấu thứ 5 giai đoạn 1 giải bóng đá vô địch quốc gia LFV League 1 mùa giải năm 2021. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì cả hai đội cũng đã thể hiện lối chơi tấn công tương đối nhanh của mình, nhưng bàn thắng thì chưa đến. Chắc chắn hiệp đấu thứ hai là một hiệp thi đấu mà cả hai huấn luyện viên sẽ phải có những sự điều chỉnh để giúp cho đội bóng của mình có được bàn thắng ở trong trận đấu này. Trong hiệp 1 thì trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng đã phải rút ra một thẻ vàng, và nó dành cho số 29 Nguyễn Đình Mạnh bên phía chủ nhà. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Bình Định đã có một sự thay đổi người, trong khi đó thì Nam Định vẫn giữ nguyên đội hình ra quân của họ trong trận đấu này. Và xử lý không tốt của Rodrigo. Hữu Quý vẫn đang làm tương đối tốt nhiệm vụ của một tiền vệ đánh chặn trong sơ đồ 4-1-4-1. Cơ hội cho các cầu thủ Top Elite Bình Định. Rồi là một tình huống dứt điểm bằng chân trái chân thuận của Hendrio. Pha dứt điểm rất thiếu chính xác. Phải đầu chiến thuật của Rodrigo, chỉ có ném biên thôi. Và can thiệp tốt của Dương Thanh Hào. Trận đấu trước gặp SHB Đà Nẵng thì Dương Thanh Hào có một trận đấu rất hay, rất khác với những gì anh đã thể hiện trong trận đấu của vòng 3 gặp các cầu thủ Oanh Gia Lai. Thì Mario rất khỏe. Mario là một cầu thủ có thể nói là rất cá tính,
không ít lần anh cũng đã phải nhận thẻ vàng và thậm chí là những thẻ đỏ từ các trọng tài. Có lẽ sau khi đến với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thì Rivaldo dường như đã nền tính hơn rất nhiều. Tình huống phản công rất nguy hiểm cho các cầu thủ Bình Định, 4-3. Thế trận đang diễn ra rất thoáng. Đình Kha pha tạt bóng không tốt của Đình Kha. Đội hình của Topelem Bình Định đang được đẩy lên khá cao. Họ chơi áp sát ngay trên sân của Nam Định. Và rõ ràng là Nam Định đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà. Vẫn là những đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Rodrigo và Osokonan. Cánh phải vẫn đang là Đình Kha, cầu thủ vừa vào sân trong hiệp đấu thứ hai. Phạm Văn Nam. Mùa giải trước thì Đình Kha cũng đã có cho mình 6 bàn thắng trong màu áo của Khánh Hòa ở mùa giải hạng nhất. Rimario rất mạnh mẽ. Vừa rồi là một tình huống mà Lâm Anh Quang đã chơi hay. Đối mặt với Rimario chắc chắn không phải là điều đơn giản, đặc biệt là với những trung vệ nội như là Mạnh Quang. Trong tình huống vừa rồi thì anh đã làm tốt công việc của mình. Sukonan, Rodrigo, nguy hiểm, vào. Như vậy là không có lỗi miệt vị của Sukonan. Bàn thắng thứ hai của Conan ở mùa giải năm nay cho Nam Định. Như đã nói thì có vẻ như Osokonan đã hòa nhập tốt hơn với đội bóng Thanh Nam. 1-0 cho Nam Định ở phút thứ 50. Sân Thiên Trường dường như đang nổ tung. Chúng ta sẽ phải cùng xem lại pha làm chậm để xem là Osokonan đã rơi vào thế việt vị hay chưa. Nhưng rõ ràng đó là một pha chuyền bóng rất hay đến từ Rodrigo. Có lỗi biệt vị của Sokonan. Người mắc lỗi đó là hậu vệ trái Xuân Kiên. Xuân Kiên đã đứng quá sâu. Anh đứng thấp hơn hai trung vệ của Topelem Bình Định. Và đương nhiên bàn thắng là hoàn toàn hợp lệ. 1-0 xứng đáng dành cho các cầu thủ Nam Định. Công quá lớn thuộc về Rodrigo. Nhưng trong tình huống vừa rồi, nếu như Xuân Kiên đứng đúng vị trí hơn thì Osokonan đã vào thế biệt vị rồi. Lúc này thì chúng ta có thể thấy sự thiếu vắng của Hồ Tấn Tài đã gây khó khăn đến như thế nào cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Topelem Bình Định, đặc biệt là trong bàn thua vừa rồi. Một tình huống đứng vị trí lỗi của hậu vệ trái Xuân Kiên. Chắc chắn những phút tới sẽ là những phút rất hay của trận đấu này. Thanh Hào và Amokio trong tình huống vừa rồi đã bị hút về phía của Rodrigo. Và thắng thứ hai của cầu thủ người bờ biển Nga dành cho Nam Định. Và dứt điểm rất gọn gàng. Và đây cũng là bàn thắng thứ hai bằng chân trái của Osokonan. Một lần nữa thì Thiên Trường lại là nơi mà các cầu thủ Nam Định tiếp tục có niềm hy vọng.
Các khán giả trên sân Thiên Trường đang tỏ ra có thể nói là rất vui. Rất quyết liệt và sẽ có thể. Thẻ cho Phạm Văn Nam. Thẻ vàng thứ hai của trận đấu và lần này nó dành cho một cầu thủ của đội khách. Pha cào chân rất nguy hiểm của Văn Nam. Nguyễn Văn Trường đang tỏ ra rất đau. Vẫn chưa thay bất kỳ một cầu thủ nào cả. Đã có những sự trao đổi của trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy với huấn luyện trưởng Nguyễn Đức Thắng. Bùi Đoàn Quang Huy và huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã từng là đồng đội của nhau trong màu áo của Thể Công. Rất hay sự phản công của cầu thủ Nam Định. Lỗi của Đình Sơn. Chỉ một sai sót nhỏ trong vị trí đứng của Xuân Kiên thì hàng phòng ngự của cầu thủ Topelem Bình Định đã phải nhận bàn thua. Đó là một tình huống phối hợp có thể nói là rất đẹp của Rodrigo và Osokunan. Thế trận có thể nói là không quá cởi mở và nhiều cơ hội. Thì bàn thắng của Osokunan vừa rồi thực sự là rất quý giá với Nam Định. Và hôm nay trong đội hình của cao thủ Topelem Bình Định có hai người con của chính Nam Định, đó là Phạm Văn Nam và Vũ Hữu Quý. Và trượt chân của Tiến Anh. Pháo đài. Ngay cả đội bóng có thể nói là rất mạnh như Đường Kim Á Quân Hà Nội cũng đã phải thất thủ tại đây. Một tỷ số có thể nói là thuyết phục. Bóng đấu trước, cho dù các cầu thủ Nam Định đã để thua Viettel với tỷ số là 1-2, nhưng đó là một trận đấu mà Nam Định đã chơi rất hay. Họ tạo ra được rất nhiều cơ hội về phía khung thành của thủ thành bên phía câu lạc bộ Viettel, đó là Nguyên Mạnh. Rodrigo, Văn Hiếu, đường truyền sau cùng của Đinh Văn Trường thì không cho ai cả. An Mung Kion quá mạnh. Yeah.
nay sau một trận đấu rất hay thì là một trận đấu đến thời điểm này là rất khó khăn đối với Tottenham Bình Định. Toàn của Lâm Anh Quang. Cho đến thời điểm này thì ngoài một tình huống xử lý không sự an toàn ở trong hiệp thi đấu đầu tiên khi đối đầu với Văn Trung thì Anh Quang đang chơi rất ổn. Cầu thủ nào có thể tiếp cận trong tình huống vừa rồi. Những phút đầu hiệp 2 thì các cầu thủ Tottenham Bình Định đã có những tình huống lên bóng có thể nói là rất thoáng, nhưng họ vẫn chưa thể cụ thể được tình huống tốt đến như vậy để có bàn thắng vào lưới của Nam Định. Chính là Hữu Định, cũng là một người con của Thành Nam. Người con Nam Định thi đấu trong một đội bóng khác trên sân trường rõ ràng không phải là một điều dễ chịu. Đây sẽ là một trận đấu khó dành cho Hữu Quý và cả Phạm Văn Nam nữa. Đình Mạnh, Xuân Tân. Khu vực qua thì các cầu thủ Nam Định đang xử lý bóng tự tin hơn rất nhiều so với những thi đấu đầu tiên. Bàn thắng của Osukonan đã giải tỏa rất nhiều cho các cầu thủ Nam Định. Lấy bóng tốt, Đinh Mạnh, Rodrigo, không được. Di Mario, Văn Trung, Đinh Kha, vẫn là Văn Trung bên cánh trái, tạt bóng, không được. Bên trái Văn Trường đã có một tình huống hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Thủ đang bị đau đó là Di Mario. Ở những mùa giải gần đây thì Nam Định luôn luôn gặp khó khăn, đặc biệt là trên sân khách. Số bàn thắng của Nam Định ghi được ở những mùa bóng cũng thực sự rất hạn chế. Ở mùa giải năm trước thì Nam Định chỉ ghi được 19 bàn. Họ luôn nằm trong top những đội bóng ghi bàn thắng ít nhất ở V-League, trong khi đó thì hàng phòng ngự của Nam Định cũng không thực sự chắc chắn. Số bàn thua của Nam Định ở V-League năm 2020 đó là 30 bàn thua. Họ chỉ xếp trên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội bóng sau đó xuống hạng đó là Quảng Nam. Số bàn thắng của Nam Định ghi được cũng chỉ là con số 19. Họ xếp ở top 4 đội bóng ghi được ít bàn thắng nhất. Và rõ ràng con số 24 trận sân khách kể từ khi lên hạng vào năm 2019, họ mới chỉ giành được 6 trận hòa và thua tới 18 trận, là một con số sẽ làm giật mình rất nhiều fan hâm mộ của Nam Định.
gì khó khăn cho Đinh Xuân Việt cả. Khả năng giữ bóng của Rodrigo là rất tốt. Này thì Nam Định cũng đã thua ở hai trận đấu sân khách, đó là trận đấu gặp các cầu thủ Hải Phòng và trận đấu gặp các cầu thủ Thanh Hóa. Hai trận đấu đó thì Nam Định đã để lọt lưới tới 6 bàn và chỉ ghi được 2 bàn thắng, đó là 2 bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 2. Và ngày hôm nay thì Osokunan đã ghi bàn thắng thứ 7 cho các cầu thủ Nam Định ở mùa giải năm nay. Bảy bàn thắng của Nam Định thì có 2 bàn của Osokunan, 1 bàn của Rodrigo, 1 bàn của Mai Xuân Quyết. 2 bàn được ghi do công của Ramos Kutai, cầu thủ đã chuyển đến Thanh Hóa sau vòng đấu đầu tiên. Rimario. Này thì Rodrigo cũng đã có 2 bàn cho câu lạc bộ Nam Định. Đây là một trận đấu mà cầu thủ số 11 đang chơi khá hay. Ở vị trí tiền đạo mục tiêu chơi cao nhất trên hàng công của Nam Định. Khả năng giữ bóng của Rodrigo là rất tốt. Nhất của vòng đấu này diễn ra giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách. Cả hai bàn thắng của Sông Lam Nghệ An được ghi đều do công của Phan Văn Đức. Tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức đã tỏa sáng đúng lúc để giúp cho Sông Lam Nghệ An có chiến thắng cực kỳ quan trọng trên sân Hòa Xuân. Và một lần nữa thì đội quân của huấn luyện viên Lê Đình Đức đã trùng xuống. Họ đã chơi rất hay ở 3 vòng đấu đầu tiên, giành trọn vẹn 9 điểm. Nhưng ngay sau khi trở lại sau quãng nghỉ Covid-19 thì Đà Nẵng đã phải nhận 2 trận thua liên tiếp. Trận đấu ở vòng 4 thì họ thua Bình Định trên sân Quy Nhơn. Thì có thể chấp nhận được, nhưng ngày hôm nay khi được trở về với sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-2. Có lẽ là một trận đấu mà sẽ không làm hài lòng các fan hâm mộ của Đà Nẵng. Cho dù Rafael Sơn là cầu thủ đã mở tỷ số từ rất sớm, tưởng chừng như đã có một trận đấu rất dễ cho đội Sông Hàn, kết quả cuối cùng thì họ đã để thua với tỷ số là 1-2 trước đội bóng không được đánh giá cao hơn mình, đó là Sông Lam Nghệ An. Diễn ra muộn nhất trong ngày hôm nay đó là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách câu lạc bộ Hà Nội. Đấu được diễn ra vào lúc 19:15 và được chúng tôi truyền hình trực tiếp trên kênh bóng đá TV. Trận đấu cũng đang có kết quả hòa không đều. Hôm trước thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có một chiến thắng nghẹt thở trong trận derby trước Sài Gòn FC. Mình gặp Hà Nội cùng với Viettel gặp Gia Lai ở vòng này chính là những trận đấu có thể nói là
được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Pha xử lý rất hay của Đình Kha. Hendrio rất hay, vẫn là Hendrio. Coi không vào. Một pha phối hợp rất hay của các cầu thủ Bình Định. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã dành những tràng vỗ tay cho các học trò của mình. Trước đó là một loạt những tình huống xử lý rất kỹ thuật của Hendrio. Ta cùng xem lại pha phối hợp trước đó của Đình Kha và Hendrio. Pha đi bóng trước một dưng hậu vệ của Nam Định. Bóng đến quá vừa tầm với Phạm Văn Nam nhưng anh đã dứt điểm, có thể nói hỏng ăn rất đáng tiếc. Đây có thể coi là cơ hội nguy hiểm nhất của các cầu thủ Top 11 Bình Định trong hiệp thi đấu thứ hai này. Nó thuộc về Phạm Văn Nam. Và một lần nữa chúng ta có thể thấy sự thiếu vắng đi Hồ Tấn Tài quan trọng như thế nào. Và trong tình huống vừa rồi, nếu như cầu thủ tiếp cận được trái bóng đó là Hồ Tấn Tài, thì liệu đó có phải là bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Bình Định hay không? Ngày hôm nay với sự thiếu vắng đi cầu thủ quan trọng Hồ Tấn Tài thì Bình Định đã bị một bàn thua. Nó đến từ lỗi của một hậu vệ biên khi Xuân Kiệt đứng sai vị trí. Và vừa rồi thì cơ hội để cho cầu thủ Bình Định có thể san bằng tỷ số cũng đến từ một hậu vệ biên, nhưng Phạm Văn Nam đã dứt điểm hỏng. Chắc chắn ngoài ban huấn luyện của các cầu thủ Bình Định thì chắc chắn các khán giả của Bình Định cũng sẽ rất nhớ đến Hồ Tấn Tài. Rất hay, đánh đầu. Trước đó là nỗ lực tạt bóng đến từ Xuân Tân. Các cầu thủ Nam Định đang chơi rất hứng khởi. Văn Hiếu không được. Pha đưa bóng của Văn Hiếu cho Osokunan là hơi dài. Tinh thần của các cầu thủ Nam Định đang lên rất cao, rất quyết liệt. Trận đấu đang chờ lên nóng hơn rất nhiều. Xuân Tân rất khỏe trong tình huống đối đầu với An Mục Kion. Hendrio. Lỗi của Hendrio với Mai Xuân Quyết. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì Mai Xuân Quyết đang chơi rất rộng, anh không còn bám biên trái như hiệp thi đấu đầu tiên nữa. Đó là những sự điều chỉnh đến từ ban huấn luyện của các cầu thủ Nam Định. Các cầu thủ dự bị của Top 11 Bình Định chắc chắn những phút tới là những phút mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ cùng những cầu thủ còn sung sức của mình ở bên ngoài sân để vào thay thế những cầu thủ đã có phần suy giảm thể lực như là Văn Trung, như là Văn Nam. Chắc chắn Hữu Định cũng sẽ là một cái tên mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phải lưu ý tới. Và lấy bóng rất tốt của Đình Mạnh. Rodrigo Osokonan cánh trái rất thoáng. Tạt bóng của Văn Trường đã đến được cái đầu của Rodrigo, nhưng trong tình huống vừa rồi là một tình huống bóng đi khá khó và để dứt điểm trong tình huống vừa rồi thực sự là không phải đơn giản. Như vậy là Văn Nam đã phải rời sân để nhường chỗ cho Đinh Tiến Thành. Thể lực của Văn Nam đã xuống khá nhiều và anh cũng đã phải nhận một thẻ vàng đến từ trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Sự điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Tốt của An Mukion. Di Mario rất thoáng. Không được.
Lại là pha can thiệp tốt của Đinh Văn Trường. Thể hình của Văn Trường là khá nhỏ nhưng anh rất nhanh. Đúng vừa rồi thì Ribario đã phải phạm lỗi với cầu thủ này. Anfield đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm Rodrigo của Nam Định. Đây chắc chắn sẽ là một cơ hội nguy hiểm với chiều cao của Rodrigo và khả năng đánh đầu tốt của Sukunan. Trung vệ Wesley cũng đã có mặt trong vòng cấm của Topeland Bình Định. Không tốt, rất tốc độ, vậy là bóng đã đi hết đường biên dọc. Đây là một trận đấu tốt của Hendrio, ngay cả Hendrio cũng càng chơi càng hay trong màu áo của Topeland Bình Định. Hendrio chính là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Bình Định ở trong trận đấu này với rất nhiều những pha xử lý tốt, rất tích cực trong cả không tham gia phòng ngự nữa. Trong khi đó thì cầu thủ được trông chờ nhất đó là Rivario thì lại đang gây thất vọng. Phút thứ 76 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 cho đội bóng chủ sân Thiên Trường. Bàn thắng được ghi do công của Osokunan ở phút thứ 50 của trận đấu. Bàn thắng thứ hai của cầu thủ Bờ Biển Gà dành cho Nam Định. Không được. Đây cũng không phải là một trận đấu tốt của tiền vệ Văn Trung. Và những phút tới thì Hữu Định sẽ là cầu thủ được tung vào sân. Và cầu thủ phải rời sân đó chính là Văn Trung. Rất nguy hiểm, Rodrigo. Trước mặt là khoảng trống. Không được, cơ hội đã trôi qua. Cầu thủ rời sân đó là Văn Trung và cầu thủ vào sân đó là Hữu Định. Một ngày thi đấu cảm xúc của những người con Thành Nam khi trở về sân Thiên Trường. Hữu Định, Phạm Văn Nam cũng như là Vũ Hữu Quý. Đinh Tiến Thành đang vào sân để chơi vào đúng vị trí mà Văn Nam để lại, vị trí hậu vệ cánh phải. Văn Hiếu. Một ngày thi đấu tốt của tiền vệ trẻ Văn Hiếu bên phía Nam Định. Anh chơi rất năng nổ khu vực giữa sân. Đây là cầu thủ Mạnh Hùng của câu lạc bộ Nam Định. Mạnh Hùng ngày hôm nay không có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng Thành Nam. Osokunan. Cô
Milan đang chơi hay ở trận đấu này, và kể cả trận đấu trước gặp các cầu thủ Viettel nữa. Đây là lần đầu tiên Xuân Kiên góp mặt tại sân chơi V-League, và rõ ràng cần khá nhiều thời gian nữa để cho cầu thủ trẻ này có thời gian trưởng thành. Chỉ nửa hiệp đấu gặp các cầu thủ Hoàng Gia Lai trên sân Pleiku chưa nói lên được quá nhiều điều. Hữu Định. Không được. Hữu Định hướng trái bóng đến vị trí của Đình Kha nhưng không thành công. Sokunan. Cầu thủ Nam Định đang bị đau. Đó là Hoàng Xuân Tân. Có vẻ như Xuân Tân đang bị chuột rút. Ngày thi đấu rất ổn định của lão tướng Đinh Xuân Việt. Trận đấu đầu tiên của Đinh Xuân Việt ở mùa giải năm nay. Và nếu cứ bắt như thế này thì chắc chắn ở những vòng đấu tới thì Đinh Xuân Việt sẽ là cái tên được ban huấn luyện Nam Định lựa chọn đầu tiên. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng rất đẹp của Sokunan. Nó đến từ nỗ lực đi bóng của Rodrigo. Rất đông cầu thủ áo trắng không thể cản được Rodrigo trong tình huống này. Một pha chuyền bóng rất hay của Rodrigo qua hai chân của Hữu Quý, nó đến vị trí của Conan. Xuân Kiên mắc lỗi và Conan đã có bàn thắng mở tỷ số cho Nam Định. Vẫn là những thuận lợi nhất định dành cho đội bóng Thành Nam. Sự sốt ruột đến từ huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Mario, một ngày thi đấu đáng quên của chân sút người Jamaica. Trong trận đấu này thì không phải là Romario không có đất để cầm bóng và chơi bóng, nhưng mỗi lần anh cầm bóng thì lại để mất lại một cách tương đối dễ dàng. Hendrio rất thoáng bên cánh trái, không được. Đường chuyền của Hendrio dành cho Albuquerque nhưng bóng đi hơi dài. Phấn đến từ khán đài của sân Thiên Trường. Văn Hiếu, Osokunan. Không được. Sút bóng. Bên cánh trái trong tình huống vừa rồi, Phan Tế Hưng di chuyển rất thoáng nhưng không nhận được đường chuyền của Osokunan.
đang sử dụng nhiều hơn những tình huống chuyền bóng dài. Đã có va chạm đến từ Romario và Lâm Anh Quang. Đã có một tình huống chơi không thực sự đẹp của Romario với Lâm Anh Quang. Và rõ ràng nếu như trọng tài quan sát được tình huống húc vào gáy của Lâm Anh Quang vừa rồi thì Romario sẽ phải nhận một thẻ đỏ. Rõ ràng là Romario cần phải kiềm chế hơn. Rất nhiều lần ở V-League thì anh đã phải nhận thẻ đỏ của các trọng tài rồi. Đây có lẽ là sự thay đổi người mang tính chiến thuật mà thôi. Số 98 Minh Nghĩa vào thay cho Osakono. Osukona, một cầu thủ đã chơi rất hay trong trận đấu này. Andrio. Một trận đấu nữa, cao thủ Nam Định cho thấy là sân Thiên Trường đối với họ quan trọng đến như thế nào. Một trận đấu thành công của Osukunan và anh hoàn toàn có thể ra sân nghỉ. Đây là lúc mà có lẽ các cầu thủ Nam Định sẽ nghĩ tới nhiều hơn về mặt trận phòng ngự. Trận đấu chỉ còn khoảng độ hơn 4 phút nữa mà thôi. Đó là những thi đấu chính thức cuối cùng. Hưng phấn đến từ khán đài của sân Thiên Trường. Sẽ có 6 điểm và họ có thể sẽ leo lên phía khoảng giữa bảng xếp hạng. Và ngày mai 24 tháng 3 thì 4 trận đấu còn lại sẽ được diễn ra. Đấu sớm nhất và ngày mai sẽ là đối đầu giữa BKMX Bình Dương và Sài Gòn FC. Và hồi 18 giờ sân Cẩm Phả thì Thang Quảng Ninh sẽ tiếp đón Đông Á Thanh Hóa. Hồng Vĩnh Hà Tĩnh sẽ được thi đấu một trận nữa trên sân nhà trước câu lạc bộ Hải Phòng. Trong khi đó trận đấu muộn nhất vào ngày mai cũng là một trận cầu đinh của vòng này. Đó là trận đấu trên sân Hàng Gãy vào hồi 19:15. Viettel sẽ tiếp đón Hoàng Gia Lai. Tất cả các trận đấu sẽ được chúng tôi phát trên các kênh sóng của VTV Cup. Là Xuân Tân rất khó có thể tiếp tục thi đấu, thể lực của anh đã xuống rất nhiều, phút thứ 89 rồi. Cầu thủ số 3 đó là Hoàng Trà vào sân để thay cho Xuân Tân. Rất hay của cầu thủ trẻ Văn Hiếu bên phía Nam Định.
Hoàn Hiểu năm nay còn rất trẻ, anh mới 21 tuổi. Thi đấu thực sự rất chững chạc. Nam Định luôn luôn là như vậy, họ luôn luôn sản sinh ra những tiền vệ rất hay. Có thể hình không thực sự tốt. Di Mario. Lại một tình huống nữa mà Di Mario gây thất vọng. Goal, nguy hiểm, không vào. Vẫn còn, dứt điểm tiếp. Một cơ hội có thể nói là rất nguy hiểm về phía khung thành của Nam Định ở những phút bù giờ đầu tiên. Một phen hú vía dành cho các cổ động viên của Nam Định. Thật sự là như vậy. Chỉ còn 4 phút bù giờ thôi. Suýt chút nữa. Suýt chút nữa người ghi bàn san bằng tỷ số cho Top 11 Bình Định đó lại là Vũ Hữu Quý. Thật sự nếu như Vũ Hữu Quý ghi bàn thắng san bằng tỷ số trong tiếng vừa rồi thì đó là một gì đó thực sự rất cảm xúc. Đường căng ngang tốt của Di Mario. Đây có thể coi là pha bóng tốt nhất của Di Mario kể từ đầu trận, khi anh tạo điều kiện cho Hữu Quý có cơ hội san bằng tỷ số. Trong tiếng vừa rồi thì Hendro dứt điểm và anh cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ trẻ vừa vào sân, đó là Văn Nghĩa. Hai sự thay đổi tiếp theo của Top 11 Bình Định. Tấn Tài và Viết Chiều là hai cầu thủ sẽ được huấn luyện viên Đức Thắng tung vào sân. Cái tên phải rời sân nhường chỗ cho Viết Chiều đó là hậu vệ cánh trái Xuân Kiên. Xuất sắc của Lào Tường Đinh Xuân Việt. Đúng vừa rồi thì Đinh Xuân Việt cũng đã cứu thua cho Nam Định. Như vậy là Xuân Kiên vẫn tiếp tục thi đấu. Đã có những sự trục trặc đến từ cabin thay người. Như vậy là Viết Chiều, lần này thì chính thức anh đã được thi đấu. Phu Thành người mất quá nhiều thời gian. Thanh Hào. Và pha bóng tương đối nguy hiểm. Của pha bóng chuyển đó là Đình Mạnh. Phút thi đấu bù giờ cuối cùng rồi. Chiến thắng đã đến rất gần với đội bóng Thành Nam. Vòng đấu này thì Nam Định sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn. Trong khi đó thì Top 11 Bình Định sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón BK Max Bình Dương. Chắn của Đinh Xuân Việt. Như vậy là trận đấu đã trôi qua phút bù giờ thứ tư rồi. Đình Mạnh. Phút 95 nhưng Đình Mạnh vẫn còn rất khỏe. 4 phút bù giờ đã trôi qua. Đây đã là phút bù giờ thứ 5. Trận đấu vẫn tiếp tục. Thank you.
Tiến Anh. Cuối cùng dành cho cầu thủ Bình Định. Bên cánh trái là Mungkin. Chéo bóng. Hetrio. Chân trái sút bóng. Nguy hiểm. Lại một lần nữa Đinh Xuân Việt cứu thua cho Nam Định. Đinh Xuân Việt đang chơi quá hay ở trận đấu này. Sự trở lại của anh là quá cần thiết. Quyết định để Đinh Xuân Việt bắt trận đấu này là một quyết định cực kỳ sáng suốt của ban huấn luyện bên phía câu lạc bộ Nam Định. Lần thứ hai trong ít phút trận đấu này thì Đinh Xuân Việt đã cứu thua cho đội chủ nhà. Pha đổ người chính xác của thủ thành Đinh Xuân Việt. Như vậy cuối cùng thì tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Trận đấu trong khuôn khổ của vòng 5 giai đoạn 1 của giải bóng đá vô địch quốc gia AFF 1 mùa giải năm 2021 giữa đội chủ nhà Nam Định và đội khách Top 11 Bình Định cũng đã kết thúc. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất được ghi do không của Osokonan ở phút thứ 50 của trận đấu.